Dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu công an thành phố phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, rà soát những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, tập trung nắm tình hình trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trường học, các điểm xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và kiểm tra xử lý việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xử lý việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông, xe máy của học sinh, nhất là tại các bãi trông giữ phương tiện trong trường học, khu vực cổng trường. Phối hợp nhà trường làm việc với phụ huynh và học sinh vi phạm để nhắc nhở, yêu cầu tăng cường quản lý, giáo dục, không để học sinh vi phạm và tái phạm. Rà soát các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh có biểu hiện đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đưa vào diện quản lý, giáo dục tại cơ sở.